Thưa các bác, ở đây thì đang tiện một cái đơn hàng là khách hàng có hai bác khách ở đây thì qua trực tiếp ở cửa hàng ở bên em và đang có nhu cầu là mua một con vang cơ lai số và một bộ mic không dây. Thì ở đây thì em đang đưa ra hai cái sản phẩm. Thứ nhất là con vang cơ lai số, hai sản phẩm này đều đến từ thương hiệu là DB Acoustic, và con vang cơ lai số là con KM350 Pro V2. Cái con này thì bên em quảng cáo rất là nhiều rồi, bán rất là chạy hàng rồi. Thì cái con này là vang cơ lai số, cơ là con này nó sẽ chỉnh như là chỉnh vang cơ, các bác chỉ cần một cái tô vít này thôi, chúng ta sẽ làm chủ được con này. Và lai số ở đây là con này thì nó sẽ cái chip xử lý âm thanh, nó là chip số, cái tốc độ xử lý nhanh và âm thanh thì nó sẽ hay như là vang số. Có nghĩa là khi mà chúng ta sử dụng cái con này thì chúng ta sẽ có hai cái lợi ích chính. Thứ nhất là âm thanh nó sẽ hay và nó sẽ chuyên nghiệp như vang số. Và cái lợi ích thứ hai rất là quan trọng đó là con này nó dễ chỉnh, nó không khó chỉnh như vang số mà chỉnh máy tính, không cần phần mềm, không cần máy tính, không cần hệ thống kiểm âm, chúng ta sẽ chỉnh trực tiếp trên hệ thống này. Đấy, thì thành ra cái con này là một cái sản phẩm mà đáp ứng được nhiều nhất cho cái người sử dụng. Thì các bác lưu ý hộ em là khi chúng ta sử dụng cái hệ thống âm thanh thì ngoài cái việc thiết bị nó hiện đại thì cái quan trọng nhất đó vẫn là người sử dụng. Thì người sử dụng phải làm chủ được thiết bị thì chúng ta mới đưa ra một cái chất âm hay. Thì đây là một cái dòng vang mà em nhấn mạnh với các bác là trên thị trường Việt Nam thì bên em tiếp xúc với rất là nhiều hãng, vì bên em bán những cái thiết bị âm thanh và rất nhiều những cái đơn vị nhà phân phối, nhà hãng demo giới thiệu cho bên em sản phẩm, đưa cho em những sản phẩm để em kiểm tra. Và với cái sản phẩm của DB Acoustic, mã là con KM350 Pro V2 là em đánh giá đứng đầu tại thị trường Việt Nam. Nếu mà các bác cần một con vang mà âm thanh hay, dễ sử dụng và giá thành, đặc biệt là giá thành hợp lý, thì đây là một cái sản phẩm đứng đầu để các bác lựa chọn. Cái con này khung giá là dưới 3 triệu đồng và cụ thể thì nó sẽ tầm khoảng 2,9 triệu. Thì các bác lưu ý hộ em là em bán trong cái thời gian dài và giá thành thì nó sẽ thay đổi theo thời gian, có thể là tăng hoặc là giảm. Và các bác sẽ liên hệ trực tiếp với cửa hàng bên em để có một cái giá hợp lý nhất. Và bên em thì tặng kèm rất rất nhiều dây rắc phụ kiện cho các bác khi mà các bác mua sản phẩm ở bên em. Thì cái sản phẩm này thì em chỉ nhắc sơ qua thôi. Ở đây thì em cũng đang để chế độ là âm thanh mộc, vừa đưa từ sản phẩm từ trong hộp ra. Ở đây có hai bác khách ở đây, thì đây có hai bác khách có qua trực tiếp ở cửa hàng. Hai anh từ đâu nhỉ? Hà Nội. À đây hai bác khách ở đây thì à vâng ạ. Đấy thì hai bác khách đã đến thực tế và em đưa hai sản phẩm ra và đang ở chế độ là âm thanh mộc, chưa can thiệp cái gì cả, nhưng mà các bác nghe cái phần âm thanh đấy ạ. Ở đây thì nghe tiếng bass nó rất là chắc và rất là lực và tiếng rất là sâu, và thứ hai nữa là tiếng trung và tiếng chép thì nghe rất là sáng và rõ tiếng. Thì đấy mới chỉ là ở chế độ là phẳng, em chưa can thiệp cái gì cả. Các bác sẽ nhìn tất cả những cái chiếc áp ở đây, tất cả 12 giờ. Có nghĩa là cái con này thì khi mà sản xuất là người ta sẽ thiết kế dành riêng cho thị trường Việt Nam, thành ra để ở chế độ phẳng thôi, nghe âm thanh đã rất là luột là. Còn khi mà chúng ta chỉnh thêm thì rõ ràng âm thanh nó sẽ thuyết phục hơn, nó sẽ hay hơn. Và bây giờ thì em sẽ thử cái bộ mic. Thì cái bộ mic ở đây là cái bộ mic, nhấn mạnh các bác đây là một cái bộ mic mới ra nhất của nhà hãng DB. Ở đây ạ, cái bao bì đóng gói cả sản phẩm đây. Và trên cái bộ mic này thì nó có rất nhiều những cái công nghệ. Thì nhấn mạnh cái công nghệ ở trên cái bộ mic này thì nó sẽ khác với những cái sản phẩm mic khác. Đó là trên cái bộ mic này, trên hai cái tay mic này, thì ngoài cái việc mà các bác có thể là chỉnh âm lượng to nhỏ cho hai mic thì nó sẽ vượt trội hơn những cái mic khác, là nó sẽ chỉnh được equalizer ngay phần ở phần trên cái đầu thu mic này. Có nghĩa là khi mà các bác muốn mà hát ở cái tông cao thì chúng ta sẽ chỉnh ở cái giải chép ở cái mic này lên. Thì ngay ở trên cái hệ thống này thì có thể là chỉnh cái phần equalizer, phần lọc âm cho phần tiếng mic ngay trên cái đầu thu này. Thì trên cái đầu thu này thì nó sẽ có rất nhiều những cái công nghệ hay. Và đặc biệt thì nó sẽ có hệ thống mà xử lý hiệu ứng cho mic ở trên ngay ở trên cái đầu thu này. Thì đây là một cái sản phẩm công nghệ mới nhất của nhà hãng DB và đưa ra thị trường, và em đã thử và đánh giá chất âm rất là ok. Và bây giờ thì em sẽ thử cho các bác cái tiếng mic nhé. Đây các bác sẽ nghe cái phần tiếng mic. Cái này thì độ mic của nó rất là nhạy. Đây ví dụ như các em chỉ nhích lên độ khoảng tầm khoảng chưa đến 9 giờ thôi, nhưng mà các bác nghe cái phần âm thanh đấy các bác nhé. Đây ạ. Alo 6712. Alo 6712. Tiếng rất là ok, thì tiếng mic nó rất là dày, tiếng mic rất là dày và rất là ấm tiếng, và cái tiếng trung và tiếng chép thì nghe rất là thoát và sáng tiếng các bác nhé. Đây các bác nghe lại cái phần âm thanh ạ. Alo 6712. Alo 6712. Alo. Tiếng rất là rõ luôn các bác nhé. Ở đây các bác sẽ nghe lại cái phần âm thanh tiếng nhạc ạ. Ở
đây thì em sẽ quay qua một lượt và video tới thì hôm sau thì em sẽ giới thiệu chi tiết hơn cũng như là cách sử dụng cái bộ mic này. Thì cái bộ mic này thì cái tay cả bác thấy là tay của nó sẽ là cái lớp sơn màu tím ở đây, và cái phần chụp ở trên thì bằng inox. Thì với cái lợi thế là bằng inox này thì cái khi mà tiếp xúc với hơi thở của chúng ta thì nó không bị han gì ở cái đầu. Còn một số những cái dòng mic mà khi mà cái chụp này bằng kim loại sắt ấy, thì khi mà chúng ta sử dụng lâu năm ấy thì cái phần này nó bị han gỉ đi, vì nó tiếp xúc với hơi thở chúng ta nó bị han gỉ rất là bẩn. Nhưng mà con này thì bằng inox thì nó sẽ bền hơn rất là nhiều. Và cái màu này thì các bác thấy nó sẽ đặc biệt hơn một số những cái mic khác. Đây là cái màu này là màu tím đây. Phần phía sau ở đây thì cái mic này có hai cái râu này, chúng ta có thể là cắm riêng rẽ cho hai lỗ mic này. Riêng cho mic A, mic B, hoặc là chúng ta có thể là sử dụng chung cho hai mic. Đây em đang sử dụng chung tín hiệu cho hai mic ở đây. Còn con vang này thì em giới thiệu rất là nhiều rồi, chứ trong cái video này chỉ giới thiệu qua thôi. Và em nhấn mạnh các bác là các bác ở trên thị trường ấy, mà để mà lựa chọn một con vang để các bác sử dụng thì đây là một con vang mà đứng đầu để các bác lựa chọn. Âm thanh rất là hay và đặc biệt là giá thành rất là hợp lý, hàng chính hãng. Nhưng mà các bác lưu ý hộ em là con này ở trên thị trường hiện giờ thì đang bị làm nhái làm giả rất là nhiều, vì cái hàng hãng bán rất là chạy, âm thanh rất là hay. Thành ra là rất là nhiều đơn vị đã làm nhái theo con này. Ở đây là cái đường tín hiệu ra dành cho loa trái loa phải này. Đây là đường tín hiệu loa super này. Đấy, đấy thì lắp đặt con này rất là dễ, và con này thì đâu có đường cổng quang em lắp ở trên tivi các bác nhé. Các bác sẽ nghe cái phần tiếng mic rất là ấm luôn các bác nhé. 6 7 1 2. Các bác nghe cái tiếng mic rất là mượt luôn các bác nhé. 6 7 1 2. Các bác thì em bàn giao cho khách hàng, và bác ấy có mua thêm ở bên em là cái bộ pin sạc hàng chính hãng của DB các bác nhé. Thì khi mà các bác sử dụng pin sạc này thì cái lợi ích của nó rất là nhiều. Thứ nhất là pin ở đây cái giữ trữ lượng pin rất là lớn, 3300 mAh. Cái thời gian chúng ta sử dụng là thay vì là chúng ta mua cái pin một lần tầm khoảng tiếng rưỡi 2 tiếng thôi, thì cái pin này nó sẽ hát được độ khoảng 3 tiếng. Thì cái thời gian sử dụng lâu hơn. Và cái pin này thì bên em bán ra và sẽ bảo hành cho các bác là 1 năm. Có nghĩa là một cái đôi pin này thì các bác có thể là sử dụng nhiều năm. Và trong cái hệ thống này thì nó sẽ có cái sạc, và cái sạc này là sạc an toàn các bác nhé. Lưu ý hộ em là khi mà các bác mua pin sạc ấy, thì các bác mua cái loại mà tốt thì các bác sử dụng, tránh cái trường hợp là pin khi mà chúng ta sử dụng mà nó bị chai pin, hoặc đặc biệt là nó cái sạc này mà kém ấy, nó gây cái việc mà cháy nổ pin thì rất là hỏa hoạn rất là cao. Thì lưu ý là hộ em là mua cái pin ấy thì nó cũng không nhiều tiền lắm, thì các bác mua cái loại pin tốt để tránh cái trường hợp là gây hỏa hoạn rất nguy hiểm. Pin này lổ rất là nguy hiểm. Đây là cái hệ thống này là pin an toàn nhá, nó sạc an toàn luôn. Cảm ơn hai bác nhá, và lắp đặt có vấn đề gì thì ở em nhá. Cảm ơn hai anh. Vâng.